8X Việt được giám đốc Mỹ làm điều lạ trên giường lúc nửa đêm, 4 tháng sau xảy ra điều bất ngờ. Mặc dù buổi lễ kỷ niệm 8 năm ngày cưới đã kết thúc cách đây gần nửa tháng nhưng chị Phượng, sinh năm 1983, quê ở Bà Rịa, và anh chàng giám đốc môi trường Jeffrey, sinh năm 1970, quốc tịch Mỹ vẫn còn dư âm của bữa tiệc ngọt ngào ngày hôm đó. Nhẹ nhàng đến bên vợ và hai bé Sophia, 4 tuổi, và Jason, 9 tháng tuổi, vô cùng xinh xắn, Jeffrey thơm lên trán ba mẹ con như cách mà mọi ngày họ vẫn thường thể hiện tình cảm với nhau. Độc thân lâu năm đột ngột báo hỉ, bạn bè chỉ lo cô gái bị lừa. 37 tuổi, chị Phượng đang có hạnh phúc viên mãn ở trời Âu. Do đặc thù công việc của ông xã thường xuyên phải dịch chuyển nên gia đình chị từng sống ở Nhật hơn 2 năm, sau đó về Mỹ ở hơn 2 năm, rồi lại qua Ý sống 2 năm và hiện giờ cả gia đình 4 thành viên đang sống ở trên đảo Guam của nước Mỹ. Nhắc nhớ về mối nhân duyên với anh chàng giám đốc môi trường nước Mỹ, chị Phượng tâm sự, hơn 8 năm về trước trong một lần lang thang trên mạng xã hội chị vô tình biết đến Jeffrey. Sau khi lướt profile, nhận thấy người đàn ông đó có nhiều quan điểm giống với mình, chị chủ động nhắn tin làm quen không một chút ngần ngại. Biết Jeffrey đang tính đi du lịch Philippines, chị nhắn cho anh vài dòng, Việt Nam có nhiều danh lam thắng cảnh rất xinh đẹp, ẩm thực phong phú, Jeffrey hãy thử tìm hiểu và qua đất nước chúng tôi du lịch. Ngày hôm sau chị nhận được phản hồi, đó cũng là tín hiệu giúp hai người xích lại gần nhau hơn. Sau 2 tuần viết thư qua lại, Jeffrey bắt đầu nói chuyện nghiêm túc về tình cảm. Để gặp được cô gái từng nói chuyện rất nhiều với mình qua thư điện tử, Jeffrey quyết định sang Việt Nam chỉ sau 1 tháng nói chuyện. Ở Việt Nam 2 tuần, Jeffrey bất ngờ cầu hôn chị khi cả hai cùng đi du lịch Hạ Long. Chị Phượng kể, mình vẫn còn nhớ mãi ngày hôm ấy, lúc tầm 4 giờ chiều trên boong tàu, sau khi lấy nước uống chúng mình ngồi thư giãn trên hai ghế dài thì đột nhiên mình nghe tiếng đồ vật rớt trên sàn tàu. Liếc nhẹ qua mình thấy chiếc nhẫn đang lăn, mình chỉ nghĩ là nhẫn của ai làm rớt thôi nhưng thấy anh Jeffrey nhặt lên cho nhanh vào túi quần. Mình ngó lơ và nghĩ thầm, nhẫn ai làm rớt sao không trả lại cho người ta mà ông lại đút vào túi quần vậy. Đến bữa tối, bọn mình được sắp xếp ngồi riêng một bàn khá lãng mạn, tuy nhiên vừa ngồi được 5 phút anh xã bị mệt, cố gắng ngồi thêm để dùng bữa tối thật nhanh rồi về phòng nghỉ ngơi. Đến tận nửa đêm Jeffrey thức dậy, không phải kiểu quỳ gối lãng mạn như mình tưởng tượng mà Jeffrey vẫn nằm trên giường quay qua hỏi, em có đồng ý lấy anh không? Nhìn cảnh tượng đó buồn cười nhưng mình không dám buột miệng mà chỉ đưa ngón tay ra như một lời đồng ý vậy. Hóa ra trước đó Jeffrey đã tự đo ngón tay rồi ra tiệm nhẫn bạc mua một cái và bảo rằng đây là nhẫn tạm, làm vật đính ước. Nói về lý do quyết định nhận lời yêu và lấy anh, chị Phượng cho biết bản thân cảm nhận được đó là người đàn ông chân thành, nghiêm túc cả trong tình cảm lẫn công việc. Dù mới quen biết nhưng anh chưa từng giấu chị bất cứ chuyện gì, Jeffrey sẵn sàng nói cho gia đình và bạn bè về mối quan hệ của anh với một cô gái Việt Nam. Tình cảm sâu đậm, Jeffrey ngỏ ý muốn về thăm gia đình bạn gái. Ngày về ra mắt, ba chị Phượng dễ tính còn mẹ hơi bất ngờ dù trước đó đã được con gái báo tin. Bà quan ngại vì rào cản ngôn ngữ, ba mẹ không thể trò chuyện được với chàng rể. Còn bạn bè và đồng nghiệp của chị tỏ ra ngạc nhiên khi được một cô gái độc thân lâu năm đột ngột báo hỉ. Bạn bè sợ mình bị lừa. Về sau thì mọi người đều ủng hộ hết và bây giờ thấy cuộc sống ở xứ người ổn định nên tất cả đều mừng cho mình, chị cho biết. Làm đám cưới sau 4 tháng quen biết. Ở Việt Nam 2 tuần Jeffrey phải quay về Nhật để tiếp tục công việc. 10 ngày sau trong cuộc trò chuyện qua điện thoại anh bàn đến chuyện cưới hỏi, nói rồi chị Phượng cũng nhanh chóng xúc tiến theo đúng kế hoạch. Để chuẩn bị cho thủ tục giấy tờ và chụp hình cưới, mỗi tháng Jeffrey lại bay qua Việt Nam 1 tuần. Theo lời chị Phượng, 4 tháng là thời gian cả hai đi từ quen biết đến kết hôn. Tháng 11 năm 2012, một đám cưới ấm cùng được diễn ra ở quê hương Bà Rịa của chị. Bố chồng và một vài người bạn thân thiết của Jeffrey đã bay qua tham dự. Họ ngạc nhiên xen lẫn thích thú với đám cưới ở Việt Nam vì quá đông vui, chị nói. Sau đám cưới vì thường xuyên phải xê dịch, Jeffrey rất cảm động khi vì mình mà vợ con sẵn sàng thay đổi môi trường sống. Biết ông xã thích uống bia và rượu whisky, chị luôn mua để trong nhà lúc nào cũng có sẵn. Jeffrey cười tít mắt mỗi khi được vợ đem bia đến tận tay. Điều khiến cả hai mỗi ngày hiểu nhau hơn chẳng phải từ những món đồ đắt tiền hay món ăn xa xỉ mà là những lời hỏi thăm sau một ngày dài làm việc. Khi Jeffrey trở về nhà, chị Phượng hay quan sát xem anh vui hay mệt, nếu có chị sẽ nhẹ nhàng khơi chuyện để anh có cơ hội mở lòng giải bày tâm sự. Yêu nhanh cưới sớm là vậy, song chị Phượng chưa khi nào ân hận về quyết định của mình. Những lúc vì chưa kịp hiểu về văn hóa cũng như tính cách của đối phương, cả hai cùng ngồi lại nói chuyện rõ ràng, giúp mối quan hệ nhẹ nhàng hơn. Chặng đường 8 năm vẫn chưa quá dài nhưng cũng không thể gọi là ngắn. Để gia đình luôn hạnh phúc và bền vững, anh chị thống nhất quan điểm trong đời sống vợ chồng, quan tâm, tôn trọng, lắng nghe và chia sẻ. Tại lễ kỷ niệm 8 năm ngày cưới,
tiếng cười giòn vang của chị Phượng, của hai thiên thần Lai, hai dòng máu Việt Mỹ và cả của người đàn ông trụ cột trong gia đình anh Jeffrey đã thay lời nói lên tất cả. Câu chuyện thứ hai. Bầu 3 tháng mới được cầu hôn, 8X dụ chồng Tây bỏ xứ về Việt Nam nuôi cá, trồng rau. Vào một buổi tối nhân ngày kỷ niệm yêu nhau, chị Hiền được anh Rob rủ đi dạo ngoài bãi biển gần nhà, hôm đó trăng tròn rất sáng. Bãi biển rất bình yên, anh nói chị nhắm mắt, sau đó anh quỳ xuống một bên rồi bảo chị mở mắt và hỏi em sẽ cưới anh nhé. Chị Nguyễn Thu Hiền, 32 tuổi sinh ra và lớn lên ở phố cổ Hà Nội nhưng hiện tại đang sống tại Đà Nẵng. Chị từng có thời gian du học Malaysia trước khi về nhà phụ mẹ quản lý công ty xe du lịch của gia đình. Sau này chị tiếp tục bước chân vào làm công việc của một họa sĩ, thiết kế thời trang và xăm hình. Cũng chính niềm đam mê nghệ thuật này đã giúp chị tìm được chân ái của cuộc đời mình. Anh tên là Rob, 35 tuổi, mang quốc tịch Anh và cũng là một nghệ sĩ vẽ tranh tường và xăm hình, sống ở Việt Nam từ năm 2011. Mùa hè năm 2015, anh chị rời xa thành phố Hà Nội đi đến địa danh mới là khu vực gần núi Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng để tìm đất dựng nhà, sinh và nuôi dạy con cái, sống một cuộc sống bình yên, hạnh phúc. Mang bầu được 3 tháng mới được chồng cầu hôn. Theo lời chị Thu Hiền, chị và anh xã gặp nhau lần đầu tại cửa hàng xăm trên phố cổ Hà Nội. Khi đó chị làm kinh doanh và xăm tự do, chỉ xăm cho bạn bè người quen. Khi đến cửa hàng xăm hình, chị cũng chỉ là khách hàng bình thường tới để bàn bạc về ý tưởng đang muốn thực hiện thì vô tình gặp anh Rob đang vẽ thiết kế hình xăm tại đó. Nấn ná làm quen và hai người đã nói về những câu chuyện trong nghề. Khoảng 3 tháng sau thì chủ cửa hàng xăm có ý muốn mời chị về tham gia cùng đội nghệ sĩ tattoo làm tại cửa hàng. Bản thân nghĩ đó cũng là một cơ hội tốt được học hỏi nhiều hơn, tích lũy kinh nghiệm nên không chần chừ, chị đã nhận lời. Chị bắt đầu làm việc tại studio từ ngày 1 tháng 1 năm 2015 và là đồng nghiệp với anh Rob. Tuy nhiên phải đến tháng 4 năm 2015 hai người mới chính thức hẹn hò. Nói về những kỷ niệm trong suốt thời gian yêu đương, cô gái Hà Nội thú nhận suốt 4 năm chung sống cùng nhau cả hai đều đi qua rất nhiều kỷ niệm. Kỷ niệm không thể quên là lễ hội Quest Bí ẩn năm 2015 hai người được cùng nhau tham gia, được tổ chức tại khu thung lũng của nghệ sĩ Đào Anh Khánh ở Hòa Bình. Đó là lần chị Hiền và anh Rob lần đầu cùng lội bùn, leo đồi, cắm trại. Rất nhiều trải nghiệm hay ho trong lễ hội. Sau lễ hội cũng là lúc anh có ý hỏi chị có thể làm bạn gái anh được không. Ngỏ lời yêu sau chuyến tham dự lễ hội, nhưng phải đến tận khi cả hai đã chuyển từ Hà Nội vào Đà Nẵng sinh sống. Khi đó chị Hiền đang mang bầu được 3 tháng thì chị mới chính thức nhận được lời cầu hôn từ chàng trai mang quốc tịch Anh. Mình không đòi hỏi nhưng chắc anh sợ mình tủi thân không được cầu hôn nên một buổi tối ngày kỷ niệm yêu nhau mỗi tháng, anh rủ mình đi dạo ngoài bãi biển gần nhà. Hôm đó trăng tròn rất sáng, bãi biển rất bình yên. Anh ấy nói mình nhắm mắt và quỳ xuống một bên rồi bảo mình mở mắt và hỏi em sẽ cưới anh nhé. Anh đeo cho mình một cái nhẫn xinh xinh và bây giờ sau khi đăng ký kết hôn thì hai đứa đeo nhẫn đôi tự thiết kế và đặt làm. Tính đến thời điểm hiện tại khi con trai đã hơn 3 tuổi, bọn mình vẫn nợ nhau một hôn lễ có đầy đủ gia đình và bạn bè. Khi thời gian thích hợp, bọn mình sẽ tổ chức một đám cưới nhỏ đơn giản nhưng sắp xếp thời gian cho gia đình anh có thể bay sang Việt Nam dự đám cưới 8X cho hay. Chia sẻ về lý do khiến chị quyết định yêu một người ngoại quốc, chị Hiền không giấu giếm, cả hai đến với nhau rất tự nhiên. Anh Rob là một người thẳng tính, mọi thứ yêu ghét rõ ràng, chăm chỉ và năng động, hoạt bát. Có lẽ chính những đức tính đó đã thôi thúc con tim của một cô gái gốc Hà Thành sẵn sàng bỏ tất cả để yêu một chàng trai xa lạ. Hôn tạm biệt nhau mỗi khi đi ra ngoài, có mâu thuẫn cũng phải xử lý xong trong một ngày. Những tưởng yêu xa, lại là người nước ngoài với vô vàn sự khác nhau từ văn hóa đến sinh hoạt sẽ là rào cản lớn với cặp đôi. Thế nhưng, ngay khi biết tin con gái yêu một anh chàng người nước Anh hơn 2 tuổi, mẹ chị vô cùng ủng hộ. Về phía gia đình chồng hết mực thương yêu chị như ruột thịt, họ rất quan tâm và tình cảm, từ bà nội, bố mẹ chồng hay các em chồng. Họ đều rất tuyệt, chị cảm thấy thật sự quá may mắn khi trở thành một thành viên trong một gia đình như vậy. Là người sống tình cảm và nói ít làm nhiều, từ khi quen nhau cho đến khi đã là vợ chồng, anh Rob dành sự quan tâm âm thầm chứ ít khi thổ lộ ra bằng lời. Dù chỉ là những hành động đơn giản nhưng cũng khiến chị đủ xa xuyến nhau như nắm tay, những nụ hôn tạm biệt mỗi khi cả hai đi ra ngoài có việc. Anh đi lướt sóng buổi sáng cũng hôn tạm biệt, chị đi chợ cũng hôn tạm biệt rồi mới đi. Thỉnh thoảng làm sẵn đồ tráng miệng để tủ lạnh cho anh ăn. Chị Hiền cho rằng cuộc sống hôn nhân cũng có lúc xảy ra mâu thuẫn do sự khác biệt về văn hóa, suy nghĩ, lối sống, thói quen, nhịp sinh hoạt. Gây ra rất nhiều xích mích trong cuộc sống vợ chồng suốt 4 năm qua. Nhưng mỗi khi có vấn đề, anh chị sẽ cùng nhau xử lý xong trong vòng một ngày, lâu nhất cũng không để quá 3 ngày mà còn giận nhau. Sau mỗi chuyện xảy ra, hai người cùng nhau trưởng thành hơn một chút, hiểu nhau hơn và điều chỉnh bản thân để mọi thành viên trong gia đình đều thoải mái. Đến thời điểm hiện tại, gia đình chị Hiền đã sống ở Đà Nẵng 4 năm,
cũng là lúc em bé Teddy lên 3 tuổi. Tại đây, chị Hiền thừa nhận gia đình chị thích nghi khá nhanh với môi trường mới, nhờ không quá cách xa trung tâm thành phố nên mọi thứ gia đình cần sắm sửa đều có thể tự tìm mua hoặc đặt hàng qua mạng. Xê dịch vào vùng đất lạ lẫm khác xa với một Hà Nội đầy đủ tiện nghi, chị Hiền cũng tập cho mình lối sống nhẹ nhàng. Có điều do chọn ở rìa thành phố giáp danh với địa phận tỉnh Quảng Nam, có sự thay đổi về giọng nói miền Trung nên gia đình chị thời gian đầu gặp khó khăn trong việc nghe người dân khu vực quanh nhà nói chuyện. Vì vậy, việc giao tiếp với hàng xóm có phần bị hạn chế. Mẹ 8X nói, sau khi rời Hà Nội, cuộc sống của mình chậm lại, có thêm thời gian để học hỏi, nghiên cứu, bắt tay vào làm nhiều việc mình thích hay chỉ đơn giản là có thêm thời gian tận hưởng thiên nhiên tại thành phố biển. Hôn nhân là một hành trình có rất nhiều điều để khám phá, nhiều thử thách để vượt qua. Hãy tôn trọng hôn nhân mà bạn đã lựa chọn. Dành tình cảm và thời gian cho hôn nhân của bạn, sống tử tế với nhau, mọi thử thách rồi cũng sẽ qua, đích đến là hạnh phúc. Cảm ơn câu chuyện tình yêu mà hai bạn đã chia sẻ. Chúc các bạn luôn hạnh phúc bên gia đình. Like và chia sẻ video này nhé. Xin cảm ơn.